rồi chạy lên đây, rồi chạy lại. À, nghe nó trong người nó khoan khoái đúng không? Đây vậy nó đau cái tim. Hay quá, này. Cảm ơn anh nhé. Đẹp, người đẹp thấy sao rồi? Thấy được một nửa rồi bác chị. Thấy được một nửa rồi? Nửa cái gì đấy? Nửa bệnh. Nửa bệnh, hỏi nửa bệnh mà bớt được cái gì mà khỏe được cái gì? Bớt đau cái gì? Chạy đi, chạy lại đằng kia đi. Cái đó nó là một chuyện gì? Rồi bây giờ chạy lại đây. Chạy lên, nhanh chân, nhanh chân, nhanh chân. Rồi ok, mừng quá ha. Nghe dễ chịu ha. Rồi chúc mừng anh nha. Mất 90%. Chúc mừng đi mọi người. Rồi thì bây giờ thoải mái nhiều dạ. Thoải mái nhiều. Rồi bây giờ chạy ngược lại. Rồi được bao nhiêu phần trăm? Dạ em thấy khỏe nhiều. Đầu nó thoáng lắm à? Người dễ chịu ha. Rồi thế bây giờ chân tay thì sao? Chân tay nó khỏe nhiều. Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhấc cao chân. Rồi chạy lại đây, nhấc cao chân lên, nhấc cao chân. Rồi, tốt rồi, được bao nhiêu phần trăm? Một nửa rồi hả? Dạ. Ok, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Dạ. Làm sao rồi? Không đỡ, được 70% rồi. Đỡ 70%? Đỡ cái gì đấy? Nó coi như cả nhức rồi, tay chân rồi, coi như giờ cử động thoải mái. Tôi ba cụ thấy làm sao? Tôi thấy được 70%, đã ngon. Trời ơi, 70%. Mình không, mình không. Vui mừng, không? Mừng. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Rồi, chúc mừng cụ nha. Cảm ơn bác sĩ, tôi cũng chúc cảm ơn bác sĩ mạnh khỏe. Dạ, cảm ơn cụ nhé. Khỏe là vui rồi. Dạ, vui rồi. Các bác sĩ đã chữa cho em coi là em bị thoái hóa cổ và lưng ống bớt từ 90% á. Nghe dễ chịu rồi ha. Dạ dạ. Rồi chúc mừng chị nhé. Dạ, cảm ơn các bác sĩ. Dạ. Dạ em đau lưng em cũng anh chị giật cái lưng em cũng thấy đỡ đau. Thấy nhẹ cái lưng. Hốt đi anh em, chùm gam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá trường gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326 811258.